Thưa quý vị, Đại Nghĩa cùng với gia đình Khánh và Khiêm đang có mặt tại vòng 3 chương trình Con Biết Tuốt. Tại đây các con sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều những phần quà hấp dẫn. Nhưng mà bố mẹ phải trả lời được những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Trả lời đúng được 2 câu thì hai con sẽ lên được cấp bậc 1. 3 câu sẽ lên được cấp 2. 4 câu lên cấp 3. 5 câu lên cấp 4 và 6 câu sẽ lên cấp bậc cuối cùng với phần quà bự nhất, giá trị nhất ở đây. Đó là... một chiếc tủ lạnh 4 tầng. Một cái tủ lạnh 3 cửa cao cấp trị giá 60 triệu đồng. Các con sẽ giúp ba mẹ bằng cách đổi quà để lấy thời gian. Quà ở cấp 1 này các con sẽ đổi được 5 giây. Quà cấp 2 là 10 giây, cấp 3 15 giây, cấp 4 là 20 giây. Mời hai con tới đây. Còn chúng ta sẽ có 180 giây để trả lời những câu hỏi của chương trình. Sẵn sàng nha. Thời gian bắt đầu. Đất nước nào đứng số 1 thế giới về xuất khẩu dầu mỏ năm 2015? Kuwait. Chưa đúng. Bỏ qua. Phát minh về đèn LED giành giải Nobel vật lý năm nào? Bỏ qua. 90% của 90 bằng bao nhiêu? 81. Chính xác. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11 diễn ra vào năm nào? 2016. Chưa đúng. 2011. Chính xác, chúc mừng. Hai con tiến lên. Quà ở cấp 1 này trị giá 3 triệu đồng. Rồi mời con mở quà ra. Một chiếc ô tô điều khiển từ xa. Còn phần quà bên đây của Khánh, mở ra nào. Máy đọc sách điện tử. Các con thích phần quà nào hơn? Phần quà thích cái ô tô hơn. Rồi, đóng hộp quà bên đây lại. Lên được các bậc tiếp theo, ba mẹ sẽ phải trả lời đúng được 3 câu hỏi. Mình còn 152 giây. Thời gian bắt đầu. Dân tộc nào ở Việt Nam đứng thứ 2 về số dân sau dân tộc Kinh? Thái. Chưa đúng. Bỏ qua. Danh họa Picasso được sinh ra ở đất nước nào? Ý. Chưa đúng. Tây Ban Nha. Chính xác. Đội tuyển quốc gia nào vô địch Copa America năm 2016? Mexico. Chưa đúng. Chile. Chính xác. Mễ Tây Cơ là tên Hán Việt của quốc gia nào? Bỏ qua. Bỏ qua. Chú ngựa trong phim hoạt hình Công chúa tóc mây có tên là gì? Bỏ qua. Bỏ qua. Ai là tác giả bài hát Nhật ký của mẹ? Bỏ qua. Xe đạp được phát minh vào thế kỷ nào? 17. Chưa đúng. 18. Chưa đúng. 16. Chưa đúng. 15. Chưa đúng. Bỏ qua. Đất nước nào được mệnh danh là tứ sở sương mù? Anh. Chính xác, chúc mừng. Tiến lên. Phần quà ở cấp bậc 2 này trị giá 7 triệu đồng. Khiêm ơi, mở quà đi. Máy lạnh một ngựa. Hộp quà của Khánh có gì đây? Bộ trống dành cho bé. Các con thích cái nào? Bộ trống. Rồi, đóng cái máy lạnh lại. Lên được cấp bậc thứ 3 thì ba mẹ các con sẽ phải trả lời đúng tới 4 câu hỏi. Rồi, cổ vũ cho ba mẹ đi hai đứa. Mình còn 107 giây. Bắt đầu. Quả dọc ở miền Bắc có vị gì? Chua. Chính xác. Cây thân gỗ cao nhất thế giới được phát hiện ở nước nào? Anh. Nga. Chưa đúng. Bỏ qua. Bỏ qua. Núi cao nhất khu vực Nam Bộ là núi nào? Bà Đen. Chính xác. Rừng lá kim rộng nhất thế giới tên là gì? Bỏ qua. Quốc hiệu của nước ta vào thời Hùng Vương là gì? Đại Cổ Việt. Chưa đúng. Đại Việt. Chưa đúng. Bỏ qua. Việt Nam tuyên bố loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh năm nào? Bỏ qua. Loại sâm có giá trị dược học cao nhất thế giới thuộc nước nào? Nước Hàn Quốc ạ. Chưa đúng. Việt Nam. Chính xác. Nấm phục linh là loại nấm ký sinh trên loại cây nào? Cây gỗ. Chưa đúng. Bỏ qua. Cây thông thuộc loại thực vật nào? Bậc thấp. Chưa đúng. Nấm kim. Chính xác, chúc mừng. Đi lên. Phần quà ở cấp 3 này trị giá 15 triệu đồng. Mời Khiêm cuối quà. Một máy chụp hình. Hộp quà của Khánh.
bộ ghế sofa. Chọn nào đây? Chọn máy chụp hình. Đúng không? Dạ. Vậy thì đóng hộp quà bên con lại Khánh. Lên được cấp 4 thì chúng ta sẽ trả lời đúng 5 câu hỏi. Thời gian của chúng ta còn 49 giây. Các con có muốn đổi quà lấy thời gian cho ba mẹ chưa? Ừ. Đổi không? Có. Đổi quà nào? Này. Ở đây chưa nhận. Đổi cái đó đó hả? Đổi cái đó thì mình sẽ được 15 giây á. Chắc chắn không? Thống nhất chưa? Rồi, đóng hộp quà đó lại. Như vậy là chúng ta sẽ được cộng thêm 15 giây. Số thời gian còn lại là 64 giây. Bắt đầu. Thành phố trên không Machu Picchu thuộc quốc gia nào? Hộp quà. Loài chim cánh cụt nào có kích thước và trọng lượng lớn nhất trong họ chim cánh cụt? Bắc cực. Chưa đúng. Bỏ qua. Elvis Presley là ông vua dòng nhạc nào? Bỏ qua. Loài chim nhỏ nhất trên thế giới là loài chim nào? Chim rùa ong. Chính xác. Sóc Âm Bo địa danh được cả nước biết đến với bài hát nổi tiếng Tiếng Chày trên Sóc Âm Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng thuộc tỉnh nào? Đắk Lắk. Chưa đúng. Đà Lạt. Chưa đúng. Lâm Đồng. Chưa đúng. Kon Tum. Chưa đúng. Kon Tum. Bỏ qua. Tây Nguyên. Lễ hội đền Hùng được diễn ra ở tỉnh nào? Phú Thọ. Chính xác. Diễn viên nữ chính trong phim Người đẹp Tây Đô tên gì? Việt Trinh. Chính xác. Thế vận hội mùa đông 2018 được tổ chức ở nước nào? Anh. Chưa đúng. Pháp. Nga. Chưa đúng. Mỹ. Mỹ. Chưa đúng. Bỏ qua. Brazil. Chưa đúng. Con sông dài nhất châu Phi có cửa sông tại nước nào? Bỏ qua. Vị quan nào Triều Nguyễn đã có công khai xin xác lập chủ quyền vùng đất mới ở Nam Bộ? Bỏ qua. Vườn quốc gia núi. Hết giờ. Tiếc quá, mình trả lời đúng được 3 câu, còn thiếu 2 câu nữa. Các con, như vậy là ba mẹ đã mang về cho mình 2 phần quà, một chiếc xe hơi nè, rồi một bộ trống dành cho trẻ em nữa nè. Các con thích không? Chạy tới đây ôm và cảm ơn ba mẹ đi nào các con. Thưa quý vị, chương trình Con Biết Luôn hôm nay đến đây xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và quý vị có thể trở thành người chơi của chương trình bằng cách truy cập vào trang web www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.